chào anh em. Nay cỡ này tối nó lạnh nha anh em. Tối trời lạnh. Đây là cái bữa nay mình quay cái này là mình nói với mình chia sẻ cái này cho anh em. Chiều cỡ 4 mấy 5 giờ, cỡ 5 giờ. Trước khi ăn anh em nấu cái dung dịch này cho mình nè. Rừng sắc lát ha anh em thấy không? Xíu nước à. Đó, anh em sắc lát mỏng vậy nè. Đổ đâm hết nha anh em. Đó anh em sắc lát mỏng. Anh em nấu vừa cho nó sâu lên. Nấu nó vừa sâu cái từng nói chung là cỡ 30 giây cũng được. Nó vừa sâu nước lên là anh em tắt rồi. Nha. Đó, rồi mình sắc lại sắc cái sắc lát mỏng nha anh em. Anh em sắc lát rồi anh em nấu sâu lên cho mình đi rồi anh em cho nó nguội. Nó nguội cái anh em múc cho nó 2 muỗng cà phê mật ong vô. Đây dung dịch nước là cũng như đây nước cũng thích cỡ nửa lít quá. Nửa lít á. Nửa lít nước. Gần nửa lít nước chứ không được thôi chứ hợp tới nửa lít. Nửa lít á. Đó. Trời lạnh rồi. Ha. Cái này trời lạnh rồi nha anh em. Anh em làm nay cho nấu cho mình vậy nè. Cái trước khi ăn anh em bơm cho nó thêm ong vô lỏng nha anh em, quậy đều ra. Rồi anh em bơm cho con cỡ nếu gà nồi anh em chở bơm cỡ 10 c 10 c rưỡi cũng được, 15 c cũng được. Tre thì 10 c 7 8 c cũng được. Này là làm cái gì? Cái này là về cái phòng ngừa mà cho nó đường ruột các anh em. Cho nó mau nó dễ tiêu, con gà nó tiêu dễ với nó ấm ấm bụng anh em, phi đấu lạnh nè. Nói chung trời này thì cũng như nó chở trời nó cũng dễ bị đường ruột, dễ bị này nọ lắm anh em ơi. Nhưng mà mình cho nó uống cái này á với mật ong á nó cũng rất là tốt, tại vì nó bổ, mật ong là bồi bổ cơ thể nhuận trường, rừng là ấm, làm ruột nữa nó cũng tốt, nhất là tốt cho con gà, cơ thể con gà nó hấp thu được thức ăn tiêu hóa cho nó dễ, nó không bị không tiêu nha anh em, nó rất là dễ hấp thu. Như mà cái nói chung là trước khi đá là đậu gai muốn gà mình bị nó không tiêu đúng không anh em. Đó, anh em cho nó uống như vậy nè, anh em nào muốn đá thì nó đá cũng như là con gà nó tốt như mình vậy thôi. Nó ăn cái gì chứ nó dễ tiêu quá rồi. Trời lạnh nè. Đó này trời trời lạnh lạnh cái này gà dễ không tiêu á, nguy hiểm lắm. Anh em ngừa bệnh hay chữa bệnh ha. Đó. Hôm nay mình làm cái này chia sẻ cho anh em luôn. Là anh em cứ pha giờ cơm củ rừng cỡ ngón tay nè. Chút xíu thôi. Anh em sắc lát mỏng giống mình vậy nè. Đó anh em nấu với nước vậy đó. Nhiều anh em nấu, nếu mà anh em nhiều anh em nấu nhiều, ít thì anh em nấu ít thôi, không có gì. Ít thì anh em pha muỗng nửa muỗng ong, nhiều anh em pha 2 muỗng, nhiều nữa anh em pha 3 muỗng, pha lỏng ra anh em bơm nó còn miếng hết trước khi ăn ha. Cho gà mình nó cái tiêu hóa nó mạnh anh em ơi, nó mạnh thì con gà nó hấp thu được tiêu hóa, nó rất tiêu hóa dễ hấp thu hết dinh dưỡng này nọ, nó rất tốt, nghe nó không bị bệnh, bị bệnh nó bậy bạ nữa. Rừng này cũng ngừa bệnh vô gà hay lắm nha anh em. Cái ngày này trời trời gió, gió quá mà cũng có nhiều anh em hỏi vô, cũng có nhiều anh em điện hỏi mình về cái vấn đề không tiêu này nọ đó. Đó thì con gà không tiêu, nếu mà con gà không tiêu luôn anh em cũng làm như vậy nè. Mà anh em pha mà có mật ong anh em bơm cho nó, mà anh em cho uống Vika Boss á, anh em pha bơm cho nó là mình nó nói là gần. Còn mình nó nói vừa leo. Đó, thì mình chung mình chia sẻ cái mấy cái này là hữu ích về con gà. Trước khi đá gì đó anh em sợ con gà bị này bị nọ, anh em cứ sử dụng cái này là nó hấp thu ăn uống gì đó nó tiêu quá, nó mạnh, con gà nó mạnh nè, nó tốt rồi. Rồi cái có gì cái clip sau gì đó mình cũng chi cập thêm mấy cái vấn đề khác về cái mùa lạnh này nè, phòng ngừa với cái nước nuôi, nước nuôi để mình để rất mời quá mà rảnh mình làm cái clip nói về cái nước nuôi cho nó cho anh em chơi, bữa nay là mới biết chơi mới tập chơi gì đó thì mình chỉ cái nước nuôi luôn. Nhưng mà mình thấy cái này nó rất là ngộ anh em ơi, cái miệng truyền miệng rất là ác, cứ thấy nuôi gà cái chỉ với nhau, nhiều anh em điện cho mình cũng nhiều anh em hỏi cái nước nuôi gà sao mà đá trước khi đá cái cắt cắt mồi không cho bư, nói chung là nó bư thì nó đá không nổi, chân nó không được, không tốt. Con gà nó mạnh là nó mạnh, con gà nó yếu em tôi anh nói thiệt mình nói thiệt với anh em, con gà đá con gà cù bắp quỵt dở rồi,
anh em nuôi lên trung bình là hai anh em đầu nuôi nó giỏi thì giỏi sao được anh em. Con gà từ trung bình từ khá đây từ dở tới trung bình, từ trung bình nuôi khá, mà con gà từ khá anh em nuôi giỏi lên á, nó vấn đề nó khác nhau rất là xa. Anh em muốn con gà cùi bắp mà anh em nuôi như cái thằng ngu anh em cho bắt nó học hoài, học lớp 12 học cho não anh em. Con gà nó cũng vậy thôi, khung xương nó dở, cái bản năng nó đó dở anh em, chứ là nuôi cho lực nó lên chút xíu thôi. Rồi cái anh em truyền miệng nha cũng ngạc lắm, thấy này cho ăn, trời ơi với cái này chủ nhật cho ăn đá mơi đá hôm nay chân màu làm gì mày, trời ơi, cái người chỉ người này kia trước khi đá ngừng ba hai ba ngày không cho ăn màu gì. Màu chi sợ nó mập mỡ mập đùm đùm cho nên cái nuôi gà không cho bư. Trước khi đá tới khi đá cái ngưng lại hai ba ngày ấp bội không cho bóng như bơi ra hoài hết. Mình nói hẳn với anh em luôn á, có khi nào mà dân nông viên nào mà anh em thấy không, tất cả cái dân mà tập thể hình hay là dân chạy bộ hay là dân chơi môn nào cũng vậy, tới cái ngày mà nó thi đấu một cái anh em hay nó thiệt cho anh em nó tập vợt như khùng như điên luôn á, nó làm chi tăng sức khỏe nó lên. Như giờ cái thằng nó chạy điền kinh, nó thi chạy điền kinh nó chạy tốc độ lớn đi, tốc độ lớn là bao nhiêu cây số, mấy chục cây, 100 cây, 200 cây, ngày nào nó cũng chạy đều đều vậy. Tới khi nào thi đấu tới ngày thi đấu cái anh em kia nó ngừng 2-3 ngày nó không chạy không, tại nó chia nó chạy nó chuột rút nó gì chuột rút mà anh em mấy người tập thể hình không, trước khi tới ngày cái đấu là người ta tập hàng ngày, tập có 4 tiếng, mà tới ngày mà thi đấu là tập 12 tiếng, 8 tiếng đồng hồ chi vậy, tập cho căng cơ lên nó nở cơ bắp ra là người ta đi thi. Những con gà tới ngày đá tự nhiên cái anh em đang nuôi chế độ đang bư bay bình thường tự nhiên mất mớ về tới cái ngày đá cái tôi nhật đá cái sáu cái anh em bất tội không cho bư không cho quào không cho làm trên cái người này chỉ người kia truyền miệng với nhau cái rồi người kia cũng đi trang luôn. Mà nó hệ con người rất là ích kỷ, người này á biết thì không có chỉ chi vậy, chỉ đang nó biết nó đá với mình, cái đó là mình thấy cái đó là dân trong cái đam mê gà đó là tật xấu, cái đó là quá xấu luôn. Thì cũng người này chỉ mình mới biết, mình mới chỉ người khác. Tại sao mà người khác chỉ mình rồi mình biết rồi lại mình chỉ ngược lại người kia là người kia không biết, chỉ sai người kia một cách khác nữa, tặng gì vậy, tặng giấu cái nghề tặng cho người kia nó đá không lại mình. Vậy mình đi tìm tàu chi anh em, mình nói thiệt đi tìm tàu khẩu làm cái gì, có ai nhỏ lớn có ai em mình nói thiệt chứ anh em có ai đẻ ra biết liền biết đi biết tội biết đi biết chạy không, biết nói chuyện mới để ra học lớp 1 với lớp 12 thấy người này kia chỉ, cũng như hồi nhỏ anh em người này nghe người kia miếng chỉ cái làm ra được vậy, làm ra được vậy cái làm gì giấu không chỉ người khác. Rồi đó vô tình, nhưng khi vô tình mình làm được một cái hay gì con gà đi, mình phát hiện được mình làm nó tốt cho con gà cái mình giấu luôn, không sao chỉ ra không chỉ ra cái nó bắt trước làm theo nữa, đái với mình hơn mình. Thì cái trong đam mê gà đó là cái xấu vậy luôn, người này chỉ người kia một chút xíu. Mình nói thiệt cho anh em, không có ai mà toàn diện hết, dỗ gì cái móng tay nhậu. Bây giờ nó thiệt anh em là cho anh em chỉ cái người nào mà sư kê luôn, kêu nuôi gà công phu ấy. Mình đưa con gà trung bình luôn, cái lâu mình đưa gà dở gà bắp á cho người họ nuôi đi, họ nuôi hành dỗ đi không, nuôi gà chỉ có mức độ như là cũng chia cùng nhau chia sẻ với nhau những cái gì mà biết, người này người kia biết mớ gì á, trong cái đam mê gà nó mới vui. Trong nói chung là trên cái mạng này mình lên đây mình thích cái đó, mình chia sẻ anh em, cũng có nhiều anh em chia sẻ là cái mình mới hay, mình học hỏi người học người kia chút, anh em đừng có nên tự cao quá nha, dỗ về có móng tay nhọn anh em, bác học phải học hoài học mãi á, nên nhớ nha, đừng có ai mà khi dễ hay là giấu cái gì mà hết lắm, giấu một cái phần nào thôi, nhưng mà cái gì anh em chia sẻ tới với nhau cho xài cho người này kia biết một người chút thì nó dễ chơi thôi, mình nói vậy thôi anh em hiểu thôi, mình luận chữ gì thôi thoải mái nha anh em, mình cũng mệt cái vụ ấy rồi, anh em chào anh em nha.